Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin tối của chúng tôi. Bản tin tối được cập nhật đến 18 giờ hàng ngày và sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Vụ bà Phương Hằng, Đàm Vĩnh Hưng muốn là người bị hại. Bão Sao La Hai Cui chưa đi, bão mới đã hình thành. Nữ nhân viên thử việc ở ngân hàng lừa đảo gần 9 tỷ đồng. Nhóm trộm chó giải đinh sắt bắn súng tự chế chống trả công an truy bắt. Mỹ cảnh báo Triều Tiên trả giá nếu cấp vũ khí cho Nga. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết được chúng tôi cập nhật đến 18 giờ hôm nay. Ngày 6 tháng 9, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã gửi đơn tới Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị xác định lại tư cách tham gia tố tụng của ông trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm thực hiện. Ghi nhận của báo Dân Trí. Theo đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đề nghị tòa xem xét xác định lại tư cách tham gia tố tụng của ông trong vụ án là bị hại, thay vì là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Luật sư Trương Anh Tú, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ca sĩ Vy Oanh cho biết, ông cũng đồng quan điểm đối với các luật sư đồng nghiệp về việc kiến nghị tòa xem xét lại tư cách tham gia tố tụng của những người liên quan trong vụ án. Trước đó, luật sư Nguyễn Thành Công, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Nguyễn Đức Hiển đã có đơn kiến nghị gửi Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định tư cách tố tụng của ông Hiển. Thông tin từ báo Người Lao Động. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông, ô tô tông hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Thượng tá Nguyễn Minh Tuyên, trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn của Công an Bình Thuận cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong đang tập trung để xử lý dứt điểm vụ việc. Theo Thượng tá Tuyên, hiện tại qua kết quả điều tra xác minh ban đầu và tài liệu chứng cứ thì chưa đủ căn cứ để khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với em NCH về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và ông NCT, cha H, về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ do tổng tỷ lệ thương tật của các nạn nhân chưa đủ 61%. Bên cạnh đó, nêu nhận định về vụ việc, thạc sĩ luật sư Nguyễn Văn Vũ, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, theo thông tin được biết, hiện nay tổng tỷ lệ thương tích của các nạn nhân tạm tính dựa trên đặc điểm thương tích và căn cứ theo thông tư 22/2019 của Bộ Y tế thì tổng tỷ lệ thương tích từ 50% đến 85%, chứ chưa có kết luận giám định tỷ lệ thương tích chính thức. Ngoài ra, thiệt hại về tài sản tạm tính dưới 50 triệu đồng. Do đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong chưa khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can là hoàn toàn có căn cứ. Dự báo bão mới nhất của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho hay, trong 10 ngày tới sẽ có một cơn bão ở Biển Đông và Tây Thái Bình Dương. Thông tin từ báo Lao Động, bão Sao La và Hai Cui đã gây ra lũ lụt và thảm họa địa chất ở các tỉnh phía Nam và phía Đông Trung Quốc, khiến các địa phương này phải đặt trong tình trạng báo động cao. Do ảnh hưởng của bão Sao La, cuối tuần qua, thành phố La Định, tỉnh Quảng Đông ghi nhận mưa lớn khiến nhiều ngôi nhà ngập đến tận tầng 2. Ô tô và cây cối bị nước lũ cuốn trôi. Do ảnh hưởng của bão Hai Cui, mưa lớn dự kiến diễn ra ở miền Trung và phía Nam tỉnh Phúc Kiến. Những khu vực ghi nhận mưa lớn lần này từng hứng mưa lớn trước đó. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho hay, trong mùa bão 2023, việc bão trồng bão không phải là điều hiếm thấy. Thống kê chỉ ra, từ năm 2000 đến năm 2022, có 62 lần ghi nhận 3 cơn bão cùng hoạt động ở Tây Bắc, Thái Bình Dương và Biển Đông. Trong đó xảy ra nhiều nhất vào tháng 8. Dự báo bão mới nhất ngày 3 tháng 9 của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho hay, trong 10 ngày tiếp sau đó sẽ có một cơn bão ở Biển Đông và Tây Thái Bình Dương. Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Uyên, 30 tuổi, trú tại tổ dân phố Trung Đồng, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Báo Vietnamnet thông tin, năm 2022, Nguyễn Thị Uyên chỉ là nhân viên thử việc của một ngân hàng trên địa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Dù chưa được ngân hàng giao nhiệm vụ đáo hạn, nhưng Uyên vẫn lấy danh nghĩa là nhân viên ngân hàng để vay tiền của một số bị hại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh với mục đích đáo hạn. Sau khi vay được tiền, Uyên chiếm đoạt số tiền đó để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Với thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Uyên đã lừa đảo chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng của hai bị hại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Báo điện tử VOV đưa tin, Chính phủ vừa có báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2023 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại báo cáo này, Chính phủ khẳng định công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, có bước tiến mới, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả hơn, để lại dấu ấn tốt, củng cố thêm niềm tin của nhân dân. Đáng lưu ý, các cơ quan đã xử lý 54 người do không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm, xóa tên khỏi danh sách ứng cử, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, cách chức.
Chính phủ cũng cho biết các cấp các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng 37.474 lượt cán bộ công chức viên chức, tăng 86,4% so với năm 2022. Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, báo cáo cho thấy có 39 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Trong đó có 11 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đã bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. 28 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Phần tiếp theo của chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Tạ Minh Tân, sinh năm 1988, quê Sóc Trăng, và Đặng Hữu Thức, sinh năm 1991, quê Đồng Nai, để điều tra về các hành vi trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ. Theo ghi nhận của báo Vietnamnet, tổ tuần tra của Công an phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên đang làm nhiệm vụ trên địa bàn, thì phát hiện ô tô chở theo 3 đối tượng đang dùng súng bắn điện tự chế để bắn trộm chó. Sau đó, cơ quan chức năng tiến hành truy đuổi thì các đối tượng tăng ga tẩu thoát. Trong quá trình bỏ chạy, các đối tượng dùng bình xịt hơi cay tấn công lực lượng công an, rải đinh sắt tự chế xuống đường để cản trở rồi dùng súng điện tự chế bắn vào tổ tuần tra. Qua khám xét, công an phát hiện trên ô tô có bột ớt, súng bắn điện tự chế, 6 con chó cùng nhiều tang vật khác. Các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau bắt trộm chó của người dân. Thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đăng Khoa, sinh năm 1998, trú tại xã Thạnh Đông B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, và Phan Văn Đức, sinh năm 1996, trú tại xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Thông tin ban đầu, sinh viên NVHA, sinh năm 1998, trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đến trường Đại học An Giang nộp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin căn bản và chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh để nhận bằng tốt nghiệp đại học. Qua kiểm tra phát hiện hai chứng chỉ trên có dấu hiệu làm giả nên tiến hành tạm giữ. Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục thu giữ 46 chứng chỉ ngoại ngữ và tin học có dấu hiệu làm giả. Quá trình điều tra xác định các văn bằng chứng chỉ trên do Lê Đăng Khoa thu nhận thông tin của các sinh viên có nhu cầu làm giả văn bằng chứng chỉ rồi gửi thông tin cho Phan Văn Đức để Đức nhờ một đối tượng khác chưa rõ nhân thân lai lịch làm giả. Báo Dân Trí đưa tin, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Thanh, 48 tuổi, ngụ phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, 7 năm tù về tội buôn lậu, phạt bổ sung bị cáo số tiền 50 triệu đồng. Đối với tang vật vụ án là 39 kg vàng trị giá trên 54 tỷ đồng, hội đồng xét xử tuyên tịch thu, xung công quỹ nhà nước. Theo cáo trạng, ngày 15 tháng 12, 2021, Huỳnh Văn Thanh liên hệ với anh ruột Huỳnh Văn Nhân sống tại Phnom Penh, Campuchia, cùng một thanh niên người Campuchia khác đến nhà ông Kha Tỷ để nhận 39 kg vàng. Trong quá trình đi lại, Thanh bị công an huyện Đức Huệ kiểm tra, bắt quả tang. Ngoài 39 kg vàng, lực lượng còn thu giữ hơn 1,5 tỷ đồng và trên 280.000 USD trong cốp xe máy. Trên địa bàn xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến hai người ra đi mãi mãi. Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 10 ngày 6 tháng 9, thời điểm trên. Anh LXL, chú xã Bình Hiệp, chạy xe máy chở con trai là LXP, 11 tuổi, học sinh lớp 6, trường trung học cơ sở thị trấn Châu Ổ đến trường học. Theo báo VTC News, trên đường đi, xe máy do anh L cầm lái bất ngờ va chạm với xe tải, khiến hai cha con ngã nhào ra đường. Đúng lúc này, một xe container chưa rõ biển số tông thẳng vào anh L và cháu P, khiến cả hai thiệt mạng. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Bình Sơn khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm, đồng thời phân luồng điều tiết giao thông. Thông tin từ báo Bảo vệ Pháp luật, Công an xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết vừa triệt phá thành công vụ trộm cắp xe máy liên tỉnh, trong đó bắt giữ hai người và thu giữ tang vật có liên quan. Thông tin ban đầu, lực lượng Công an xã Phước Lợi đang tuần tra trên địa bàn xã. Khi đến quán cà phê ở địa bàn ấp 3B thì phát hiện hai thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, Công an phát hiện hai đối tượng mang theo dụng cụ bẻ khóa xe. Qua làm việc, hai đối tượng khai tên là Hồ Văn Quynh, 27 tuổi, và Trương Thanh Ngương, 33 tuổi, cùng ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vừa trộm hai xe máy, một chiếc ở Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang và một chiếc ở trên quốc lộ N2, chưa xác định được địa bàn. Công an xã Phước Lợi đã tiến hành tạm giữ tang vật hai xe máy để phục vụ điều tra và xác minh chủ sở hữu để trao trả. Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan vừa tuyên bố hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Triều Tiên đã cung cấp số lượng lớn vũ khí cho Nga.
nhưng các cuộc đàm phán giữa hai nước nhằm hướng tới mục tiêu này đang tiến triển tích cực. Thông tin từ báo Dân Trí, ông Sullivan nói, cung cấp vũ khí cho Nga sử dụng trên chiến trường để tấn công các kho chứa ngũ cốc và hạ tầng sưởi ấm tại các thành phố lớn khi mùa đông đang tới gần, nhằm tìm cách kiểm soát lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền sẽ không tác động tốt đối với Triều Tiên. Họ sẽ phải trả giá cho điều này trong cộng đồng quốc tế. Ông Sullivan nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng đã công khai cam kết không cung cấp bất kỳ loại vũ khí nào cho Nga. Tuyên bố của quan chức Nhà Trắng được đưa ra sau khi New York Times dẫn nguồn tin từ Mỹ và các đồng minh nói rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể rời Bình Nhưỡng bằng đoàn tàu bọc thép để tới thành phố Vladivostok của Nga và hội đàm với Tổng thống Putin. Thống đốc bang Rio Grande do Sul, ông Eduardo Lett cho biết, cơn bão nhiệt đới đổ bộ vào bang này hôm 4 tháng 9 đã khiến gần 2.000 người mất nhà cửa. Hiện tượng lở đất và lũ lụt đã được ghi nhận trên 62 quận, huyện của địa phương này, ghi nhận của báo Quân đội Nhân dân. Giới chức cảnh báo thiên tai vẫn chưa kết thúc. Các bản tin dự báo thời tiết cho thấy một đợt mưa bão mới sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng 9 tới, với nguy cơ nước lũ dâng cao và sạt lở đất trên diện rộng. Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã bày tỏ sự sẻ chia khó khăn với những người dân bị ảnh hưởng, đồng thời tuyên bố chính phủ liên bang sẽ nhanh chóng triển khai lực lượng cứu hộ và vận chuyển hàng cứu trợ tới các khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai. Truyền hình nhà nước Gabon vừa đưa tin, người đứng đầu chính quyền quân sự mới của nước này, tướng Brice Oligui Nguema, đã gặp Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Faustin Archange Touadéra. Cuộc gặp diễn ra sau cuộc đảo chính ở Gabon ngày 30 tháng 8, lật đổ Tổng thống Ali Bongo. Thông tấn xã Việt Nam ghi nhận, Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Trung Phi SS đã bổ nhiệm ông Touadéra làm người hỗ trợ tiến trình chính trị ở Gabon. Ông được giao nhiệm vụ gặp gỡ tất cả các chủ thể và đối tác Gabon với mục tiêu đưa quốc gia này nhanh chóng lập lại trật tự hiến pháp. Trong lễ tuyên thệ nhậm chức hôm 4 tháng 9, tướng Brice Oligui Nguema cam kết sẽ tổ chức bầu cử tự do và minh bạch sau thời kỳ chuyển tiếp nhưng không nêu rõ thời gian. Gabon cùng Mali, Guyana, Sudan, Burkina Faso và Niger nằm trong số các quốc gia châu Phi đã trải qua đảo chính trong 3 năm qua, một xu hướng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đáng quan ngại ở lục địa này. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tối của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm cũng như đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.